cho các em. Hôm nay cô sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các em thêm một chủ đề mới. Chủ đề 5. Quy đồng mẫu nhiều phân số. Trong chủ đề 5, chúng ta sẽ nghiên cứu hai phần. Phần thứ nhất, quy đồng mẫu hai phân số, nhiều phân số. Phần thứ hai, so sánh phân số. Đầu tiên, chúng ta sẽ nhắc lại một số kiến thức cũ, phát biểu các tính chất cơ bản của phân số. Nếu ta nhân cả tử và mẫu của một phân số với cùng một số nguyên khác không, thì ta được một phân số bằng phân số đã cho. Nếu ta chia cả tử và mẫu của một phân số cho cùng một ước chung của chúng, thì ta được một phân số bằng phân số đã cho. Các em làm bài tập áp dụng. Rút gọn phân số âm 10 phần 35. Để rút gọn phân số âm 10 phần 35, chúng ta làm thế nào? Chúng ta chia cả tử và mẫu của phân số cho ước chung của âm 10 và 35. Chúng ta sẽ được phân số âm 2 phần 7. Các tiết trước, ta đã biết một ứng dụng của tính chất cơ bản của phân số là rút gọn phân số. Tiết này, ta lại xét thêm một ứng dụng khác của tính chất cơ bản của phân số, đó là quy đồng mẫu số nhiều phân số. Một nhỏ, quy đồng mẫu hai phân số. Các em hãy làm cho cô bài tập sau.
cho 2 phân số 3 phần 4 và 5 phần 7. Em hãy quy đồng mẫu 2 phân số này, nêu cách làm. Cách làm này em đã biết ở tiểu học. Vậy, quy đồng mẫu 2 phân số là gì? Quy đồng mẫu 2 phân số là biến đổi các phân số đã cho có mẫu số khác nhau thành các phân số tương ứng bằng chúng nhưng có chung một mẫu. Tương tự, các em hãy làm cho cô bài tập. Hãy quy đồng mẫu 2 phân số sau: âm 3 phần 5 và âm 5 phần 8. Trong bài làm trên, ta lấy mẫu chung của hai phân số là 40. 40 chính là bội chung nhỏ nhất của 5 và 8. Nếu lấy mẫu chung là các bội chung khác của 5 và 8 như 80, 120 có được hay không? Vì sao? Ta có thể lấy mẫu chung là bội chung khác của 5 và 8 vì các bội chung này đều chia hết cho cả 5 và 8. Các em hãy làm cho cô bài chấm hỏi 1 trang 17 sách giáo khoa. Cơ sở của việc quy đồng mẫu các phân số là gì? Cơ sở của việc quy đồng mẫu các phân số là tính chất cơ bản của phân số. Từ đó ta rút ra được nhận xét. Khi quy đồng mẫu các phân số, mẫu chung phải là bội chung của các mẫu số. Để cho đơn giản, người ta thường lấy mẫu chung là bội chung nhỏ nhất của các mẫu. Để quy đồng mẫu nhiều phân số thì chúng ta làm sao?
Để biết được điều đó, chúng ta qua phần 2, quy đồng mẫu nhiều phân số. Các em làm cho cô chấm hỏi 2. A. Tìm bổ chung nhỏ nhất của các số 2, 5, 3, 8. B. Tìm các phân số lần lượt bằng phân số 1 phần 2, âm 3 phần 5, 2 phần 3, âm 5 phần 8, nhưng có mẫu là bội chung nhỏ nhất của 2, 5, 3, 8. Cô sẽ nhắc lại cho các em cách tìm bội chung nhỏ nhất của 2 hay nhiều số lớn hơn 1. Bước 1. Phân tích mỗi số ra thừa số nguyên tố. Bước 2. Chọn ra các thừa số nguyên tố chung và riêng. Bước 3. Lập tích các thừa số đã chọn. Mỗi thừa số lấy với số mũ lớn nhất của nó. Tích đó là bội chung nhỏ nhất phải tìm. Trong câu B, ta đã có mẫu chung của các phân số trên là 120. Như vậy, trước tiên khi quy đồng, ta phải tìm thừa số phụ của mỗi mẫu bằng cách lấy mẫu chung chia lần lượt cho từng mẫu. Phân số đầu tiên, ta lấy 120 chia 2 được 60, thừa số phụ sẽ là 60. Ta lấy tử và mẫu của phân số 1 phần 2 nhân cho 60, ta sẽ ra được phân số cần tìm. Tương tự, các em hãy làm 3 trường hợp còn lại. Qua ví dụ trên, các em hãy nêu các bước làm để quy đồng mẫu nhiều phân số có mẫu dương. Muốn quy đồng mẫu nhiều phân số với mẫu dương, ta làm như sau. Bước 1. Tìm một bội chung của các mẫu, thường là bội chung nhỏ nhất, để làm mẫu chung. Bước 2. Tìm thừa số phụ của mỗi mẫu bằng cách chia mẫu chung cho từng mẫu. Bước 3. Nhân tử và mẫu của mỗi phân số với thừa số phụ tương ứng. Tiếp theo, các em hãy làm cho cô chấm hỏi 3A, sách giáo khoa trang 18. Điền vào chỗ trống để quy đồng mẫu các phân số 5 phần 12 và 7 phần 30. Tìm bội chung nhỏ nhất của 12 và 30. Ta phân tích số 30 ra thừa số nguyên tố. Sau đó tìm bội chung nhỏ nhất. Tìm thừa số phụ bằng cách lấy bội chung nhỏ nhất chia cho mẫu của từng phân số. Cuối cùng, ta nhân cả tử và mẫu của mỗi phân số với thừa số phụ tương ứng.
ta sẽ được theo yêu cầu đề bài. Để củng cố kiến thức, chúng ta làm chấm hỏi 3B, quy đồng mẫu các phân số sau: âm 3 phần 44, âm 11 phần 18, 5 phần âm 36. Trước khi quy đồng mẫu số, các em hãy nhận xét xem các phân số trên đã tối giản hay chưa? Các mẫu số đang là các số dương chưa? Ba phân số trên đã tối giản, nhưng có một phân số đang có mẫu số âm. Trước khi làm bài, chúng ta phải biến đổi. Phân số 5 phần âm 36 đang có mẫu số âm thành phân số âm 5 phần 36 có mẫu số dương. Sau đó, chúng ta tìm bội chung nhỏ nhất để làm mẫu chung. Các em bắt đầu làm bài. Sau khi làm bài, các em hãy kiểm tra bài làm của mình với đáp án của cô, xem mình làm đã đúng chưa. Như vậy, sau này khi thực hiện quy đồng mẫu số, chúng ta cần phải chú ý. Thứ nhất, kiểm tra xem mẫu số đã là các số dương hay chưa. Nếu mẫu số chưa là số dương, ta phải biến đổi phân số đang có mẫu số âm thành phân số có mẫu số dương. Thứ hai, phân số đã được tối giản hay chưa? Nếu phân số chưa tối giản, các em nên rút gọn phân số đến tối giản. Thứ ba, chúng ta nên lấy mẫu chung là bội chung nhỏ nhất. Sau khi học xong phần 1 La Mã của chủ đề 5, cô có một số hướng dẫn học ở nhà như sau. Các em học thuộc quy tắc quy đồng mẫu nhiều phân số, làm bài tập về nhà bài 28, 29, 30, 31, trang 19. Các em xem trước các bài tập 32, 33, 34, 35, trang 19, 20. Các em đọc và chuẩn bị trước bài so sánh phân số. Tiết học của chúng ta đến đây là kết thúc. Cô chúc các em có một tiết học đầy thú vị và bổ ích. Cô hẹn gặp lại các em trong tiết học sau.